đang xem video trên kênh YouTube U3 Mừng Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
nay ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ sẽ không thể thiếu được những công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha và làm mẹ. Thì ban chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của họ nhà gái có bác Lò Văn Dinh và bác Lò Thị Chanh, có tích là thân sinh và phụ mẫu của cô dâu Bích Thảo, sẽ cùng nhau trở về trung tâm sân khấu chính để đứng cạnh hai con của mình. Trân trọng kính mời. Và ban của chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của họ nhà trai có bác Trịnh Quốc Lương cũng như là bác Bùi Thị Khuyên, đó chính là thân sinh và phụ mẫu của chú rể Minh Thi, sẽ cùng nhau trở lại với trung tâm sân khấu chính để giây phút đại lễ vô quy của đôi bạn trẻ sẽ được diễn ra đúng giờ. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng tiến lên một bước để cúi chào toàn thể quý vị và quý vị dành một tràng tay thật lớn để cùng chào mừng đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý thân mến, của thật đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người chúng ta, đúng không ạ? Và vâng, dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và đang hiện diện trên sân khấu nơi đây đó chính là chú rể Minh Thi Sánh Huyền cùng cô dâu Bích Thảo cùng đại diện hai bên gia đình. Xin mời toàn thể hội trường ta hãy cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chào mừng đại gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý quan mến, một thật đúng là hoa hết cười thì đợi ngày hạnh phúc, chính là ngày cưới của đôi ta, cho chắc tình phi bay khắp giải ngân hà để cho đôi bạn trẻ của chúng ta trở về nơi tổ ấm. Qua quá trình tìm hiểu, chú rể và cô dâu của ta họ đã chính thức tiến tới hôn nhân. Phải nói rằng là từ nay hai trái tim vàng trăm năm sẽ đập nhịp nhàng bên nhau, mà có chầu thì không thể thiếu được câu để cho quên thắm cho lòng anh say. Chú rể của ta sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố chị Vân Lương, chị Quốc Lương và mẹ Bùi Thị Khuyên, và người con gái Bích Thảo sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố Lò Văn Dinh và mẹ Lò Thị Chanh. Và tình yêu đã đưa hai bạn đến được với nhau với được sự nhất trí của hai bên gia đình, với sự đồng tình của chính quyền địa phương. Cho phép những người làm chương trình, chúng tôi xin được long trọng tuyên bố mang đại lễ vô quy của đôi bạn trẻ Bích Thảo Sánh Huyền cùng chú rể Minh Thi Bích Thảo xin phép được chính thức bắt đầu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý, thì ban chúng tôi cũng xin thay mặt cho toàn thể quý vị quan viên khách quý có sự hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi tối nay cũng xin chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn những màn pháo rất chi đặc biệt đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Minh Dũng đã cùng trở về đây để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, cũng là chúc mừng cho mối tình thông gia của hai bên trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây xin mời đại diện nhà trai chúng ta sẽ phát biểu ý kiến để cảm ơn các quý vị quan khách. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý yêu thân mến, thật đúng là lấy chồng thì không chỉ dung trường, còn cha còn mẹ còn ông còn bà còn họ hàng nội ngoại gần xa, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Còn thật đúng là cây có gốc thì mới nở cành xanh lá, nước có nguồn thì mới biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Ngày hôm nay Bích Thảo đã lớn lên đi xây hạnh phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi, sớm tối trưa chiều những điều dạy bảo là điều con mong. Thì ban chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu một vị đại diện trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời cảm ơn cảm tạ tới toàn thể quý vị quan viên khách quý trong buổi hôm nay. Trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý khách cùng hai họ, sau một thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Thi và cháu Thảo, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay phái đoàn họ nhà trai chúng tôi được sự đồng ý của họ nhà gái. Thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai, tôi là chú của cháu Thi, xin gửi lời chào kính chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng quý khách tới dự ngày lễ vu quy hôm nay của cháu Thi và cháu Thảo. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành sự đón tiếp nồng nhiệt của quý vị, của các cụ, các ông, các bà từ ngày hôm qua đến giờ phút này đối với gia đình phái đoàn họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa, không biết nói gì, thay mặt họ nhà trai xin chân thành và chúc sức khỏe quý cụ, ông bà cùng toàn thể hai họ trăm năm mừng hạnh phúc cho hai cháu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
Một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Dạ vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất chi là chân tình và ý nghĩa về phía đại diện của gia đình Hòa Nhà Trai. Dạ vâng, để đáp từ với gia đình Hòa Nhà Trai thì ban chúng tôi cũng xin ra mời một vị đại diện trưởng đoàn của gia đình Hòa Nhà Gái cũng sẽ còn lời đáp từ với gia đình Hòa Nhà Trai. Trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi tôi phát biểu ý kiến này xin phép Nhà Trai phát biểu tiếng địa phương ạ. Xin đó ảnh nóc bé nó còn sắc bón tu bón làn quá nọ xin cử nhân du nằm bản mương thế sau ma lại tôi cử phải nằm phải đình bất giam phải nằm bất khốn chẳng như mi sang đung tà buồn đung nà buồn tà đướm buồn nàn đướm buồn côn xin má chẳng mi xình ó đồ nội ỏi hạc tắt sảy mát mư tắt bử mát hiền chẳng điểm chẳng sùng chẳng trùng chẳng nhớ nhớ tinh đung sùng piang tả mà piang bò piang mè hà hương đủ phật trai xếp xả mô tất tí xếp xí hụt tất hừn đầy hừn tông xa xí tất tí để tí non cầm xa sòng đủ phật nhiên chẳng hụt tất sửa hôm nôm hụ hùm phùm dịch trọng rộng đông khoáng đằng phay báo tay cày mát lửa chẳng phải ổ chu nặng khoáng phay mà tên là khoáng củ ổ chu nặng phay phúc gia lô cơ ba má chẳng phải mắc men kén quam đủ phật trai chẳng phải để quam chu chẳng cưng xu ảo quam xảo chẳng cưng xu bò xu mè bò mè chẳng khả biết đủ lấy khả cái đủ tìm tìm cái có cả là cái có sở hoặc sở hoặc có sụp có mặt đủ phần nhìn xin mà ải êm cả trắng và hạc bèn kiếp tủ cảng quảng ngang tủ ảo ủng dứt sáu ảo dứt tụ hợp bền phùa cánh mía bền đổi sang đổi thú bền cu sang cu kim đổi sang đổi tiếp bếp bái đổi sang đổi cái bếp xìa đổi phùa mía ủng bình trực piêng mà nả cơ ba mà họ dư mình đi sắc ạ sòng phái xuân hân cả trắng ba hà để mưu đi viên chân tổn sức khẩn sang đồ tảo đồ làn thứ ải im bò mè hao cũng như hạt bèn bé bẹ bang cảm thấy đang nửa sửa đi biết sự nằm sang phở mía đồ lán sau cũng miệng hằn xưa khỏi sò tàng nả cho ngăn nhưng được sò cảm ơn ải nong bò mè bản khoáng sòng bản sàm na sòng hiền sàm xá hạt bèn bé bẹ bang cảm ma mòn mơ nằm sang đồ tảo khỏi cửa sò chúc ải nong bò mè phật gặp bông cần hảo hàn mặn chuyên thảo kế hạt sang phở mía tàu tảo đồ lán mi tăng sảng in kinh bưng lắm đài đến ải nong bò mè nơ thảo nơ bò mè nơ có bữa chiều phong bò mè ơi. Dạ vâng, xin được cảm ơn một hoàn phát biểu rất chỉ là ý nghĩa về phía đại diện của hai bên gia đình trong buổi trưa nay. Đã cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị quan viên khách quý của chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi mang một chút nắng, một chút gió, một chút tình thương và bồi thường trở về chung vui với hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa nay. Và để cảm ơn tới toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì chú bác và các bạn trẻ nam thanh nữ tú của chúng ta đã và đang hiện diện tại trung tâm bữa tiệc trong buổi trưa nay. Thì đại gia đình hạnh phúc chúng tôi sẽ có một chén rượu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rót ra một chén rượu thật đầy và nâng chiếc chén của mình thật cao lên và cùng nhau do quý vị nhá. Xin mời toàn thể quý vị. Cái cứ sau là đại diện tác cú tác gia tác tà tác nay thì đem ít chén đỏ hồng chúc vào pome pin hồng tới các sông bản sắm na lại huyện lại xã hạc vanh phế bìa bác cản thấy lâm nửa sửa đi vì hồ kiểng mới khen tòm hò muôn được à chốn sườn đi các bà máu pome pin hồng ơi khay tay hơn cái chim ít chén đỏ hồng chúc vào pome các bà máu sau cái mới tới ngày pome pin hồng hóc pom gần là sát nó chén lẩu nho hay là pom gần nho chén lẩu xuống gần nho chúc pom gần do nữa pome pin hồng nữa. Dạ vâng, xin mời anh chị sẽ rót chúng tôi một vài chén rượu nữa. Quý vị ơi, chén rượu quý vị đã đầy chưa? Đầy chưa? Sở nữ các cáo ải nọc bò mê hao bò cần khái nào đâu. Giờ sẽ chặt tình thông gia hơn nữa, xin mời ạ. Xin mời hai bên thông gia của chúng ta sẽ cùng bắt chặt để bắt tiếp tình thông gia trong buổi chiều nay. Dạ vâng, xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin kính thưa tập thể quý vị quan viên khách quý của chúng ta thân mến, ngày hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ, những đấng sinh thành, những bậc làm cha và những bậc làm mẹ, những bậc làm anh làm chị sẽ có những món quà giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần sẽ cùng gửi tới đôi bạn trẻ, sẽ cùng chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, xin mời món quà của bố mẹ cô dâu sẽ trao quà cho hai người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, món quà rất chi là đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay mà bố mẹ của cô dâu đã dành dụm rất chi là một khoản rất chi là lớn trong buổi trưa hôm nay sẽ cùng gửi tới hai con của mình trong buổi trưa hôm nay, sẽ chúc cho hai con của mình được trăm năm hạnh phúc bạc đầu viên mãn. Dạ vâng, xin mời món quà của bố mẹ cô dâu sẽ lên trao quà cho hai con của mình. Trân trọng kính mời. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ?
Thưa quý vị, các ông, các bà, quan chết cho bà đầu khai kể. Ải em cứ tên nói mà đường khai sáng đẩy căm nói căm ổn nó phải căm lành mà hỏi căm nói hỏi sở khảnh co của bà mới ảnh ông bò mê. Thưa đăng má khỏi xô, chào tháo tay ảnh ông bò mê, thưa đăng má ảnh ơi. Để tiếp theo chương trình sau quả hôm nay, sau đây xin mời gia đình cậu Thoan Nhung cũng có món quà nên trao cho cô cháu chú rể chúng ta hôm nay, xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, xin mời món quà của gia đình anh chị Hoan Nhung trong buổi trưa nay sẽ cùng gửi tới hai con, hai cháu, hai em của mình trong buổi trưa nay. Dạ vâng, xin cảm ơn món quà của gia đình ông Hoan Nhung trong buổi trưa nay đã cùng gửi tới hai cháu của mình, hai em của mình trong buổi trưa nay. Tiếp theo là một món quà đến từ gia đình Dì Thành. Sau đây xin mời đại diện gia đình Dì Thành lên trao quà cho hai cô cháu chú rể chúng ta hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng mời ạ. Dạ vâng, món quà của gia đình Dì Thành thì ngày hôm nay do công tác hơi bận nên đã cho bà ngoại của anh chị sẽ cùng gửi tới hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà ngoại của cháu đã thay mặt gia đình Dì Thành có món quà đến trao tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin kính gửi bà mẹ phiên đồng hoàn cuống mình đi mong muốn mừng mừng cứ sang là bên đôi phù hòa mía cứ sang phù bên phò bên mẹ bên ải bên êm cả bốn miếng trường lành sành hùng bên miếng trường cả vùng sống khá hở đôi phối mỡ chúc hở đôi phối mỡ cả nhắn buồn khôn mân ạ mỹ đụ nhanh trai bày buồn lên tên xính sau kính mây tinh lại bò mẹ phiên đồng cho phủ cho con hâu có mưa chiều bòm cho mong hạnh phúc hở đôi phối mỡ hông bò mẹ phiên đồng ơi. Dạ vâng, còn rất chi là nhiều những món quà khác nữa, nhưng thời lượng của chương trình thì không cho phép, sẽ trao cho cô dâu và chú rể của chúng ta thêm thủ tục trên nữa. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng bánh từng bánh đầu tiên, một nền móng vô cùng vững chắc mà đôi bạn trẻ của chúng ta đã và đang dày công vun đắp bao nhiêu ngày tháng. Xin đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng cắt ra từng bánh đầu tiên. Xin mời đoàn trường, các bạn hãy cùng dành một tràng tay lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Từng bánh thứ hai đó chính là có sự hiện diện của toàn thể quý vị quan viên khách quý đã cùng trở về đây, cùng trở về đây cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng cắt ra từng bánh thứ hai và từng bánh thứ ba, một mái ấm gia đình kể từ nay về sau. Đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng chung chăn chung gối chung màn chung cha chung mẹ chung luôn cả những đứa con sinh về sau. Xin mời hội trường ta hãy cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng đôi bạn trẻ chúng ta cắt ra từng bánh thứ ba. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Chúng ta liên tục trình thì xin mời các bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng tiến về phía ly và cùng nhau tay chung tay rót ra những chai rượu hạnh phúc nồng ấm trong buổi trưa ngày nay. Những giọt rượu hồng trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được vang lên và xin mời chúng ta chúng ta sẽ cùng lắc chai rượu thật mạnh lên và bật ra những chiếc khóa của chai rượu champagne ra. Dạ vâng, xin mời chú rể chúng ta sẽ bật được chai rượu này không ạ? Quý vị ơi! Tục! Vâng, xin mời tất cả quý vị dành một tràng tay thật lớn để cùng cho đôi bạn trẻ chúng ta sẽ tay chúng ta rót ra chai rượu đầu tiên. Dạ vâng, của ta đúng là em như một chén rượu nồng, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Mà nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Các bạn trẻ của chúng ta đang tay chung tay rót ly rượu nồng để mời cha, mời mẹ, mời ông, mời bà, mời cả quý khách gần xa lên dự đám cưới của ta với mình. Dạ vâng, xin cảm ơn các bạn trẻ của chúng ta đã rót ra chai rượu đầu tiên.
tiếp theo chương trình xin mời các bạn trẻ chúng ta sẽ cùng rót ra chai rượu thứ hai được không ạ? Là rượu nồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên kề với nhau, cùng nhau chung đức mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Xin mời tất cả hội trường ta dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng bố mẹ vì đồng ơi, tổ mưu triệu phòng cho mừng hạnh phúc đời quý báo hóc của bà má đó bố mẹ ơi. Vâng, xin cảm ơn tất cả trẻ của sẽ cùng dành một tràng tay thật lớn được không ạ? Nếu mà có thì hãy cho một tràng tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, rất chi là lớn. Và ngày hôm nay vợ là vợ của anh à, và ngày hôm nay thì anh có muốn trao cho cô dâu Bích Thảo của chúng ta một nụ hôn nồng cháy trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Anh là chú rể Bích Thi của chúng ta. Vâng, có rất chi là dứt khoát luôn đúng không ạ? Và xin mời đồng trẻ của chúng ta sẽ cùng vào quay mặt vào nhau ạ. Vâng, cô dâu thì sẽ đặt lên phần cứng chứ. Vâng ạ, ngày hôm nay trước khi cô dâu chú rể chúng ta hôn nhau, chúng tôi xin được hỏi chú rể một chút ạ. Có bao giờ chú rể đã hôn cô dâu trước mặt các quý vị như thế này bao giờ chưa ạ? Mời xin mời chú rể trả lời ạ. Chưa. Thì bây giờ phút này trên sân khấu này là của bạn. Bạn hãy thể hiện sức mạnh tình yêu của bạn dành cho cô dâu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời ạ. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng hướng mắt nhìn về cũng như là những nhiếp ảnh gia và những nhà quay camera chuyên nghiệp của chúng ta sẽ cùng nhau chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc này trong buổi trưa nay. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ đúng không ạ? Và để một nụ hôn được thành công nhất thì ban tổ chức tôi cũng xin được hỏi chú rể một chút. Chú rể có thể bật mí cho những người làm chương trình chúng tôi biết một chút, chú rể của chúng ta đã yêu cô dâu được mấy năm rồi ạ? 2 năm rồi. Hơi nhỏ nào? Dạ 2 năm rồi. Một khoảng thời gian 2 năm không ngắn mà cũng không dài, cùng cho đôi bạn trẻ của chúng ta xây dựng hạnh phúc. Và trong khoảng thời gian 2 năm đó thì chú rể của chúng ta hôn cô dâu nhiều chưa ạ? Lần đầu tiên là ở đâu ạ? Được hôn nhiều chưa ạ? Đã rồi. Cụ thể là mấy lần ạ? Không nhớ được. Nhưng mà hôn lần đầu tiên là ở đâu ạ? Môi. Môi chuối ạ? Có đúng không ạ? Quán trà xanh ạ? Vâng. Và ngày nụ hôn của ngày hôm qua hôm kia thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã dành tặng cho nhau mà thôi. Và chú rể chúng ta đã hôn rồi thì ngày hôm nay thì tôi sẽ xin phép được hỏi cô dâu một chút. Chú rể của chúng ta đã hôn cô dâu bằng tư thế nào ạ? Đứng hôn hay nằm hôn hay nghiêng ngả hôn, tư thế nào là nhiều nhất ạ? Nghiêng ạ. How? Tư thế nghiêng ạ. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng hôn một lần tư thế nghiêng thử nhá. Quý nhá. Bây giờ anh chúng muốn hôn lên môi hay là lên má? Lên môi. Wow. Hôn muốn theo lên môi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, tôi sẽ đếm từ 1 cho đến 3. Anh chị bắt đầu hôn. Và tôi sẽ đếm từ 3 cho đến 1 thì anh chị mới được rời nhau ra, được chưa ạ? Được chưa ạ? Chú vị, chú thể chúng ta lưu ý nhá. Rất chi là chủ động đúng không ạ? Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. 3, 2 1. Rồi, xin cảm ơn đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin là chúc cho đôi bạn trẻ ta được trăm năm hạnh phúc. Thật đúng không ạ? Vị trí bắt đầu ạ. Chú thể chúng ta chỉ việc tiếng dìm, mắt lên dìm, tim giật giật để đợi chờ niềm hạnh phúc đó mà thôi. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta tay cô dâu sẽ đặt lên phần cứng nhất của chú rể được không ạ? Và ngược lại ạ, chú rể chúng ta sẽ đặt xuống phần mềm nhất của cô dâu ạ, hai tay ạ. Chuẩn bị. Ây, đừng cướp cò ạ, chưa được ạ. Hay là cướp cò nhanh thế ạ? Nghe hiệu lệnh của MC nhá, không được cướp cò nhá. Chuẩn bị. Bắt đầu. 3, 2, 1 Bắt đầu.
cảm ơn ông.